Nên bữa nay mình nói đạo lý hả anh Minh? Đúng rồi, bữa nay anh tập nói đạo lý á, nhưng mà em phải dơ lên dơ xuống giống như là ở trên mạng nha. Rồi ok, mình đang ở Tiền Giang, đất Tiền Giang đầy nắng và gió. Trai Tiền Giang vừa chịu khó lại vừa dễ thương. Nếu một mai má em cần chàng rể á, thì em về Tiền Giang nha em nha. Còn anh là dân Sài Gòn, anh về Tiền Giang anh mua xe, xe rất là đẹp. À, cảm ơn anh em Tiền Giang, anh em Tiền Giang mãi đỉnh. Rồi hello anh em, là tôi mới ngủ dậy. Không, tôi ngủ dậy từ lúc 7 giờ sáng. Bây giờ là mình ở có ở làng quê nông thôn này, là ở đây gọi là ở Gò Công đúng không? Thì mình đi bắt cọp anh em, bắt con cọp. À, mình muốn bắt cọp đẹp thì mình phải chui vô hang. À, thì bây giờ mình đi vô nhà chủ xe nè. Ở đây chiều chiều đánh cái võng rồi, y bòi luôn. Đây hồ cá mà có mấy con cá nhỏ mà. Chủ xe chưng hồ thôi, nuôi cá gì đam mê nè. Rồi. Đây là con cọp. Xe đã luôn nè. Xe Ken Saban. Một chủ đập thùng luôn anh. Anh này lớn tuổi rồi anh em à, không có chơi nữa. Thôi anh em thấy nè, nó phục chưa mở luôn nha anh em. Coi trên đây nha, nhưng mà mình đợi coi đây phục chưa mở, nó ốc nè anh em. Ốc bô còn sáng trưng luôn, thấy không? Thấy không? Sáng trưng luôn. Nó chạy mới có mấy ngàn cây thôi anh em. Đồ chơi một đống rồi ha anh em. Dĩ nè, mướt rùm rượt luôn. Như anh em sơn mà không có dặn tuốt nè, không gì thì bỏ vậy thì bỏ chị đâu không biết đâu. Cục máy nè, có chống đổ luôn nha anh em. Thì á, cái chống đổ này nè anh em, nó không phải là của zin đó nha, chống đổ này mua gắn vô nha anh em nha, mua ngoài gắn vô. Rồi quay cho anh em coi cục máy nha. Mình đổi đèn cho sáng anh em dễ coi. Coi gấp nè. Đã. Phục chẳng ba nè anh em. Ha. Thấy được rồi. Đó, phục chẳng ba. Khỏi chày xước thì xe hầu như là chày xước rất là ít đó anh em, rất là đẹp đó anh em. Đây là ha, chân chống mà rất đẹp ha anh em, chơi xe nhìn vô biết rồi, chân chống rất là đẹp, đi rất là ít. Chủ lớn rồi nha anh em, chủ xe lớn tuổi rồi. Nắp bình xăng nè anh em, mới tin luôn nè ha. Đó, cho anh em coi ra anh biết. Đó, lấy cái hộp quẹt vô soi coi. Mới sẽ đi mấy ngày đó, trên đây là dán bảo vệ ha, lột ra là như mới anh em ha, lột ra là sẽ như mới. Thì con thấy thắng nè, đẹp quá trời đẹp. Đây khung cảnh rất là mát mẻ luôn anh em ạ. Rồi thì bây giờ thì mình chốt và mình đi ký giấy rồi mình ra kia mình sống ảo và tấm hình hồi nãy chỗ đồng lúa em. Đồng lúa bao đẹp luôn á, ngay chỗ đồng lúa bao đẹp luôn. Đấy. Này mở Sài Gòn thôi anh em. Này mở Sài Gòn làm quán cà phê là y bài luôn ha. Anh em ha. Ở Sài Gòn hả? Nếu như Sài Gòn là được ngon lành luôn á. Phút này là mình cho rửa xe. Anh cái này mở Sài Gòn thôi chứ tiền không anh ha.
Khúc cái này mở Sài Gòn á, mở quán cà phê hơi bị bét luôn á. Khúc này là rửa xe nè. Khúc này là mấy anh em mình ngồi cà phê chân xe rồi ha. Khu này là mình để chân vàng xe bự bự bự. Còn khúc này là mình để rửa xe, rửa bao chiếc xe để đây rửa. Như đây cho bả trên Sài Gòn là tính tiền mấy chục tỷ luôn. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em ha. Mình ra kia sống ảo. Ở ngoài kia em thấy không có đồng lúa đẹp ghê anh. Cảm ơn đến anh là một người đam mê xe, nhưng mà bây giờ anh cũng lớn rồi, anh sẽ đổi qua dòng khác hoặc là không chơi nữa, tùy theo cái điều kiện sức khỏe của anh. Thì nhân dịp này cũng là gần Tết, với lại mình cảm ơn anh là đã sang lại con xe rất là can và hợp lý, xe lướt anh giữ rất là kỹ. Anh có chia sẻ với mình đó là con xe này á, ảnh đi gửi xe anh còn sợ chạy nữa anh em à, huống chi là đi đâu. Nói chung là anh đi rất là kỹ, nói chung là anh chia sẻ với mình rất là nhiều. Thì anh Việt chuẩn bị là năm mới rồi, anh cũng chúc anh nhiều sức khỏe ha. Thì anh nghỉ chơi anh cũng có sang lại cho mình cái Ben, rồi cái nón bảo hiểm nó cũng rất là đẹp. Nón bảo hiểm chưa có đội, chưa có lột luôn á anh em à. Để lấy cho em coi cho anh em biết. Đó, có nghĩa là anh sang lại cho mình luôn. Anh để rễ lại cho mình cái nón bảo hiểm nó đẹp không? Chưa có lột tem gì luôn là anh em hiểu rồi. Có nghĩa là mua xe về là chỉ để chân mà chạy dạo phố thôi, chứ chưa có kịp đội nón bảo hiểm luôn á anh em. Rồi đó, thì cảm ơn anh nhiều ha. Rồi, anh cũng cảm ơn mình. Rồi, à. Anh cũng coi clip em rất là nhiều. Rồi, à. Cũng tin tưởng. Ai nữa là anh thì thật thà. Rồi. Chúc em về cũng lên. Nói chung là chúc anh nhiều sức khỏe thôi. Năm mới làm ăn phát tài, rồi kiếm thêm nhiều tiền, rồi mua xe khác. 2021 thì phải mua xe nước bay thôi. Dạ đúng rồi, ảnh nước bay còn cái này sẽ bọt rồi để chân thôi anh em. Rồi kết thúc clip rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh ha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha, bye bye. 2:02 thầy trò mệt quá dừng lại ăn. Cái này gọi là bò kho Tiền Giang. Thì mình ăn miếng để mình review cho anh em xem nha, cho cái clip nó dài dài anh em có cái để coi. Đó. Thì bò kho sẽ có mùi bò kho anh em ạ. Mình ăn thử cũng được. Thì cộng này phải cộng bún của anh em này, cộng hủ tiếu. Thì anh em ăn đó thì nó sẽ có mùi hủ tiếu lại mùi bò và hòa quyện vào nhau. Để mình cắn cục thịt ra. Thì thịt này nó sẽ giống thịt bò anh em, nó khác thịt heo. Nó không mới dai như thịt chó. Nhưng mà ok anh em, ăn được thôi. Không sầm nữa anh em, tôi tập trung ăn rồi anh em, tôi đem xe về Sài Gòn nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.